Trước khi khép lại bản tin trưa nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại diễn biến trạng 11 giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp. Marcel Kitten đã có chiến thắng trạng thứ 5 ở giải năm nay cùng màn ăn mừng quen thuộc khi về đích. Nhưng điều quan trọng là anh vẫn chưa thể khoác lên mình chiếc áo vàng bởi về nhất trạng nhiều nhất không đồng nghĩa với việc có thành tích tốt nhất. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.